Rồi xin chào mọi người ha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi giăng lưới. Cũng trong vườn vườn mít. Mình giăng cái đoạn ao còn lại ha mọi người. Hôm qua thì mình giăng thẳng, lưới thẳng. Cho nên là cái đoạn mà mình cuối cùng á là mình có bẻ ngang ao á thì đoạn đó lại dính nhiều. Hôm nay mình không giăng thẳng nữa, mình sẽ giăng theo kiểu chữ chi ha, mình giăng vít vắt xem là có dính nhiều hơn hôm qua không ha. Rồi bây giờ mời mọi người theo mình giăng lưới ha. Dừng. Rồi con đi lấy cho cái cây coi. Mật mấy đang gì? Kiếm cho cái cây. Sâu quá, đoạn này sâu hơn đắng nữa.
sâu quá trời luôn á mọi người. Cố gắng rồi mình nè, giăng lần này cho tốt nhất coi cá dính nhiều không ha. Rồi gần hết lưới rồi mọi người. Rồi vậy là xong ha. Mình đợi tầm 10 phút mình sẽ thăm nữa mọi người. Rồi bây giờ mình trở lại cái chỗ đầu tiên ha, hồi nãy mình giăng. Bây giờ bắt đầu mình đi thăm lưới ha mọi người. Đây, mời mọi người đi theo Quỳnh Liệt thăm lưới ha. Rồi đây, đầu lưới ha, dính đường con đầu tiên ha mọi người. Cái này dính. Thùng xuống luôn.
đây nữa mọi người. Đây dính được hai con nữa, con cá mè Vinh, một con cá rô. Đây một con mè Vinh nữa. Hôm nay mình dính mè Vinh to lắm mọi người. Rất là to. Sang tay áo rồi mọi người, để cái nút dài nút cái nó bị dướng lứ khó. Đây nữa mọi người, cái một em mè Vinh nữa ha. Hai dính một con cá rô.
Rồi thăm được đầu được 6 con ha. Có 4 con cá mè dinh to ha, đồng cỡ luôn, quá đẹp. Rồi, giờ mình dời lưới rồi ha, giờ mình đi thăm ha mọi người. Ở bên kia thì hồi nãy dính ít thôi, bên này không biết có không ha. Hai cái hàm này song song ha, cũng trong vườn mít của mình luôn. Đây có nha mọi người. Đây ha. Hai em mè dinh, một em cá rô phi. Đây nữa ha mọi người. Hai em rô phi. Dẫn ngay lại đó. Rồi. Rồi, đây nữa nè mọi người. Ba con. Bên này mình giờ chỗ mới dính nhiều ha. Cá bự ha mọi người. Ôi da. Phải dính đều lưới á. Đọc đây luôn à. Rồi, một em mẹ dinh ha. Hai em rô biển. À, rô phi. Ủa da. Em phải gỡ cái rô trước.
lứ. Cá to không mọi người? À, qua ao mới dính, quá dính luôn mọi người ơi. Thế nè, liên tục ha, mình gỡ từ từ, đổi cái góc máy quay cho mọi người dễ nhìn thấy ha. Này trúng mánh nè, gỡ không kịp luôn. Lấy cái sao ra quá nhiều mọi người ơi. Sảy nè, con bị sảy nè. Ủa sảy nó dính xuống dưới này, không sảy được. Ờ, dính đây nữa nè. Đây. Không quá rồi. Đây nữa nè, hai con cá mè dinh rất là to ha, một con cá rảnh nè mọi người. Ôi quá tuyệt vời rồi, liên tục luôn. Thank you.
to. Đây nữa mọi người, liên tục ha. Xong vòng này cái mình quay lại một vòng nữa, lần nữa mình tháo lưới ha, à, dính nhiều quá. Ô con ở đó đi. Đây cá hết sức to mọi người, hai con ba con luôn đây nha mọi người, quá dính nè. Em này to quá. To quá không biết sao gỡ luôn. Gỡ này thì nó ghét lại. Rồi tiếp tục ha. Có nữa rồi nha ơi, giữ gấp luôn nha. Rồi đây hai con nữa ha. Thùng uống nửa thùng á mọi người, nhiều quá cho nên là phải bắt lên từ con ha.
ở đây nữa. Rồi đây nữa ha. Đây còn nữa nè mọi người ơi. À đây. Cuối lưới rồi ha, cũng còn hai em. Hôm nay là một ngày cực kỳ thành công đó mọi người. Dính cá quá nhiều. Thank you.
Rồi, kể như là xong một đợt thăm đó mọi người. Mình sẽ nghỉ mệt một tí xíu, thăm lại một quận nữa ha, thăm xong là mình cuốn lưới luôn ha. Ha mọi người. Ở chừng hơn 5 kg ha. Cá to không? Rất là đẹp. Rồi. Giờ cũng chiều rồi ha. Giờ mấy cha con mình thu lưới để về còn lo gà vịt ở nhà nữa ha. Hôm nay là một ngày đại thắng đó mọi người. Quá nhiều cá luôn. Đây ha, dính cá nữa mọi người. Mình vừa bắt cá vừa thu lưới luôn ha. À đây nữa. Rất là thấy ham luôn ha. Bác bỏ vô luôn đi con, bỏ thùng luôn đi. Ôi, xảy một con cá mè dinh to mọi người ơi. Tiếc quá. Ê. Con làm chưa? Đây con hay làm cho. Đây dính nha mọi người. Cá to. Mình lựa cách nào gỡ dễ nhất ha. Lưới này dính quá. Mấy con cá to khó gỡ. Trời. Rồi đây dính nha mọi người.
rồi. Rồi đây dính nữa mọi người. Đây nè mọi người. Hôm nay là một ngày đại thắng ha. Mình rất là vui luôn. Quá nhiều cá. Rồi dính đây nữa nha mọi người. Đã được rồi. Đây, dính đây nữa ha mọi người. Đây một em nữa ha. Cá to không ạ? Sớm giờ là hầu như mình ở dưới nước không ha mọi người. Có cá nhiều cũng vui. Rồi. Đây là tới cuối ha mọi người. Còn một con cá nữa ha. Một chú mè dinh.
Rồi xong rồi nha mọi người. Rồi mình lên mình vệ sinh lưới ha. Hôm nay là ngày đại thành công. Hơn nửa thùng cá luôn á. Rồi đi kiếm chỗ mình vệ sinh lưới ha.